không? Không phải, không phải đâu, này nghe rụt rụt cho nên xây lại nguyên cái mặt mở ra đang thôi hết hồn nha. Đúng rồi, ở trong đó nó giống như nó có cái vấn đề đó, nó bị cất chấn sao á. Đây là câu hỏi đầu tiên. Câu số 1, có ba anh lùng xếp. Ủa Phạm Yến ơi, mình có ổn định không ạ? Ổn định mà sao MC đứng chở tọc mà cho nên nó bồng tụt tụt tụt. Không, anh nói thiệt nha, anh chịu đựng được từ nãy giờ, anh đứng trong đây anh rất hồi hộp nha. Cái gì mà nó đùng 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 trong đây rồi, bây giờ mới ý kiến thiệt luôn á. Em ơi, giống như nó có một cái gì trong đây nè. Cảm giác giống như là làm mình cảm giác mình rất hồi hộp luôn á, mặc dù là cái này nó chưa rớt xuống. Tôi đã nói rồi. Đó, 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 đó. Mọi người à, chương trình Người Đứng Thẳng, hai chiếc hộp kỳ bí đâu đơn giản mà chúng tôi để ở chính giữa sân khấu như vậy. Trung tâm ai nhìn cho cũng thấy. Câu hỏi đầu tiên, có ba anh lùng xếp hàng dọc đi vào hang. Anh đi sau cầm một cái xô, anh đi giữa cầm một cái xẻng. Hỏi anh đi đầu tiên cầm cái gì? A. Cầm đèn, B. Cầm đầu, và C. Cầm dao. Thời gian bắt đầu. Anh đi đầu tiên thì đương nhiên phải cầm cái đầu. Em nhớ A, B, C, D nha. A đi. A. Đúng rồi. Bây giờ thiệt á, đứng ở trong đây không có suy nghĩ được cái gì hết trơn trời. Thời gian cho họ đã kết thúc. Và họ chọn phương án như thế nào? Xin mời. Một trong hai họ, ai là người đúng? Phạm Yến. Phạm Yến. Kỳ cầm đầu đúng mà ta đứng đi đầu phải cầm đầu, đầu B. Cầm đầu là B à. A là cầm đèn. A là cầm đèn. Hồi nãy mình làm không kịp, mình anh cứ nghĩ trong đầu là cái người cầm đầu là chữ A đầu không à. Tại vì đọc có một lần một à. Gia đình bên đây mình thật sự ổn định không ạ? Mình có cần phải có giấy chứng nhận của bác sĩ trước khi mình chơi tham gia game show không ạ? Em nói là cầm đầu, em nhớ A, B, C. Thì đó, đọc một lần duy nhất, dạng đọc nhanh đâu có nhớ rõ đâu. Thật sự, sao bên đây người ta nghe? Sao bên đây người ta nghe? Khán giả truyền hình ngồi ở nhà nghe hết. Mình thắng không bị đá rồi chị. Câu hỏi tiếp theo dành cho hai cô gái có phần rất là gan dạ của chúng ta. Tên gọi khác của tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao là gì? A. Cái lò gạch cũ, B. Một đám cưới, và C. Đời thừa. Thời gian bắt đầu. Câu này dễ như cho. A đi em ơi. Câu này dễ như cho, thật theo sự. Em anh đó, đang quyền theo đáp án trong lúc thời gian người ta suy nghĩ. C hả? 3, 2. Họ đã chốt đáp án rồi. Phạm Yến ơi. Tại sao Phạm Yến chọn C? C là gì? Đời thừa. Đời thừa. Nhân vật chính của đời thừa là ai? Một thầy giáo. Nhân vật chính của đời thừa là một thầy giáo. Hạ một bậc. Đáp án chính xác là A. Cái lò gạch cổ. Lò gạch cổ. Đâu gì. Phạm Yến ơi, thật sự là mình đủ tỉnh táo mà. Mời vào, không có gì cả. Em nhớ, tại vì Chí Phèo được sinh ra từ cái lò gạch, cũ. Rồi con của Chí Phèo Thị Nở cũng sinh ra cái lò gạch cũ luôn. Cái lò đó là nơi những người, những hoàn cảnh cù bơ, cù bất tập trung về đó. Và họ xuất phát điểm từ đó, họ lập lại một vòng đời của mình cũng tại đó luôn. Câu hỏi tiếp theo, ai là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên thời nhà Trần, nổi tiếng thông minh nhưng tướng mạo lại xấu xí? Câu hỏi về lịch sử và đáp án của chúng ta: A là Lương Thế Vinh, B Mạc Đỉnh Chi, và C Giáp Hải. Thời gian cái gì đầu. C là cái gì? C là cái gì? Giáp Hải. Cho em quyết định luôn á. Em chọn đại á. Ừ vậy đi. Đừng tính toán. Mọi người có thay đổi đáp án không ạ? Đổi. Đổi gì ạ? Không biết, đổi gì đi anh ơi, em chọn đại em không biết nữa. Đổi, chọn B đi. Em chọn đại nha. B đi. Ôi, nhưng mà em bấm đại em biết đâu má ơi. B lại đi. Phạm Yến ơi, có thật sự tỉnh táo khi tham gia chương trình này hay không? Hồi nãy đứng ngoài tỉnh táo lắm mà vô đây không tỉnh táo. Nhìn thẳng camera phía trước và nói là tôi thôi. Tỉnh táo. Anh nói em nghe, anh là cái thằng tỉnh lắm nè, anh vô đây anh còn rung nói chi. Sợ đó mà tỉnh với không tỉnh. Và cùng xem đáp án của mọi người như thế nào. Trong cơn sợ hãi họ chọn gì? Trời ơi, Hiến ơi. B.
Tại sao thay đổi đáp án đi lại liên tục mà cuối cùng vẫn chọn đúng đáp án là sao? Ủa đâu có đâu. Chị Kim. Cái gì? Ai chọn gì vậy? B. Ủa chọn trong vô thức vậy trời. Câu hỏi tiếp theo. Xin mời xem video clip sau. Ba mẹ hay thường la mắng con gái phải nết na. Phải nết na nha. Học hành cho giỏi răng. Giỏi chưa? Giỏi chưa? Sau này ê ra. Đúng nha. Na 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 na. Em đâu nào để ý, chỉ biết nhe răng cười. Na na cơ chi mà gì. Em chưa vội lớn đâu. Đâu 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 đâu. Một giọng hát anh vàng vừa mới cất lên. Cô ấy trong clip thật khác với... Thôi bỏ đi. Vô câu hỏi. Ủa, em ơi, vô hỏi đi em ơi. Có bao nhiêu chữ na trong bài hát vừa rồi? A 14, B 15 và C là 16. Thời gian bắt đầu. Để em nhắm, để em nhắm lại. Nhắm được rồi. Ba, hai, một. Họ đã chốt đáp án. Em bấm gì vậy? Bấm à. Có những sự thật không thể nào chối cãi được. Đáp án chính xác vẫn là đáp án chính xác. Đúng rồi. Không thể nào sửa đổi được. Đúng rồi. Số bao nhiêu nằm trên video clip hết. Đúng. Và những người chơi họ chọn A và C, liệu rằng họ có bỏ qua một đáp án nào của chương trình hay không? Họ chọn một đáp án chật lấp. Gì vậy? Chọn gì? Ủa? Gì vậy? Trời ơi. Trời ơi, mở ra nhìn chúng mà không hết không ai hết đồng cái đó. Không phải. Không phải đâu, này nghe rụt rỗ cho nên xây lại nguyên cái mặt mở ra đen thui hết hồn. Đúng rồi, ở trong đó nó giống như nó có cái vấn đề đó, nó bị cứng cứng sao á. Không, vô đó là cảm giác nó hồi hộp liền à. Không có cái hộp nào có vấn đề, mà cái vấn đề nằm ở chỗ các anh chị ở đây. Tôi không hiểu với một ngành hoa hồng như thế này thì cái nỗi sợ như thế nào mà khiến... Không phải, nãy là nghe rụt rụt thì sao rồi, bắt đầu là chuẩn bị tinh thần rồi. Tự nhiên cái là cái nắp mở lên cái nguyên cái mặt gì đó. Làm gì có cái nắp nào, đây là cái hộp của chúng tôi, là cái hộp này nó đặc quánh luôn. Tới đây đè xuống là chỉ có là bốc hơi thôi chứ không thể nào ấy được. Vậy cái này em thề các em đề nghị chương trình cho một số các MC bắt ở trong đứng đứng ở trong một vòng thôi cũng được nữa. Anh nói thiệt, các em nên vào đó chơi đi. Vô đây chơi là thật sự là MC là quyết định hết. Hai người chọn đáp án sai vừa rồi. Đáp án A và đáp án C, 14 và 16 sai. Bởi vì đáp án chính xác phải là 15. Cũng video clip vừa rồi mọi người vừa xem, áo Phạm Yến đang mặc trong clip có mấy màu? A 4, B 3 và C là 2. Thời gian bắt đầu. A 4 hả? A 4, B 3, C. Đây là 2. Em chốt đáp án hả? Mấy màu trời, mấy màu trời. Trời. Đúng rồi em ơi, những lúc cuộc chơi mình phải quyết định là mình chọn theo cảm nhận của mình thì là Phạm Yến bây giờ không còn là Phạm Yến của ngày xưa nữa. Chứ bây giờ là mình mặc cái áo màu gì, bao nhiêu màu không nhớ luôn. Thật sự luôn. Cùng xem đáp án của họ. À. Chủ nhân của video clip Phạm Yến bị đè một bậc. Thấy. Trời chết rồi, đau quá má. Phạm Yến ơi, cho mình hỏi, bạn thật sự ổn chứ? Nó nghe là cái này nó giọng vô não, mất cái não rồi. Em thấy nước nó xuống rồi nè má ơi. Mà cái vấn đề là Phạm Yến hát bài đó mặc bộ đồ không nhớ đồ mình màu gì luôn, mượn của ai mà không nhớ được hả? Phạm Yến nhiều khi còn không nhận ra mình nữa. Công bố đáp án nha. 4 màu, đáp án A chính xác. Ý kỹ lắm, nhìn kỹ lắm quá. Mình mặc đồ gì không nhớ. Em phát hiện trong đây có người sao á? Làm gì có người. Anh á, anh đừng có để em thấy anh nha. Em mà thấy anh á là anh chết anh với em. Anh nào trời. Ủa Phạm Yến. Ổn không? Quan tưởng rồi. Câu hỏi tiếp theo của chúng ta là đoạn Phạm Yến hát em đâu nào để ý, cô ca sĩ đã diễn tả như thế nào? A. Đưa hai tay lên ngực.
B. Đưa một ngón tay làm duyên. Và C. Lắc một ngón tay. Thời gian bắt đầu. Không có nhớ. Em đâu nào để ý. Qua đi cưng. A là gì? A đi. Giơ hai tay nè. Để ý nè. Em đâu nào để ý. Em đâu nào để ý. Không biết em bấm đại á. Họ. Em đâu có. Chốt đơn. Em đâu có cái mời. Này. Xem ạ. Đáp án chính xác của chúng ta là gì? Ai là người bị chiếc hộp kỳ bí của chúng ta đè? Em chắc chỉ là C mà. Đáp án C của Phạm Yến là một đáp án chính xác. Anh ơi, tôi chưa bao giờ nghĩ những người con gái sợ một con bé này là cái này là gì, chú bỏ hồng. Trời ơi, tôi chưa bao giờ nghĩ là những người con gái sợ chú bỏ hồng. Không phải là giật mình. Cái con nó giống MC quá chị ơi. Trong lời bài hát chị ông nâu và em bé, bài hát này hát sao anh Long? Chị ông nâu 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 nâu, chị bé đi đâu đúng không? Nói gì nữa, ảnh hát được bài đó là coi như là thua chắc rồi. Trong lời bài hát chị ông nâu và em bé, một loài động vật khác được nhắc đến là loài nào? A là chim, B là bướm, C là gà. Thời gian bắt đầu. C. C. Anh la lớn qua đội bên kia tao biết. Không sao, cái này là hên xui mà. Gà. Mời mở ra bán hai đội chốt. Đều là C. Anh Long thuộc bài này. Anh Long la rất lớn là C. Và dĩ nhiên C là đáp án chính xác. Một người biết, cả bốn người được nhờ. Không sao, nhiều lúc anh chọn nó lại sai thì sao? Đúng. Đâu biết được đâu. Đúng, chính không, xác câu này vậy. Đúng, em thuộc. Cái này biết. Ồ. Luôn. Ở nhà có cháu á, cháu mở suốt ngày luôn. Trong bài hát chị ông nâu và em bé, em bé thấy chị ông nâu ở đâu? A. Trong lùm cây. B. Trên cành hoa. Và C. Trên cánh hoa. Thời gian bắt đầu. Đây là câu hỏi cuối cùng của vòng 2. Em thấy chị trên những cành hoa. Cành hoa là B. Họ đã chốt đáp án. Vĩnh Thiên Kim bấm một lần 3 nút, chưởng thẳng một bàn tay vào nút bấm. Xin mời. Cái gì biết gì vậy? Cái gì vậy? Em vi phạm luật rồi. Đáp án của họ là B. Ủa, cái gì vậy? Vĩnh Thiên Kim chưa xác nhận rồi thôi. Đáp án B. Và đáp án B là một đáp án chính xác. Con gấu trúc ước mơ được làm gì mà không bao giờ thực hiện được? Ồ, chưa có chữ hết mà. Chưa hết, mình bấm đi, thì mình bấm đi. Nói làm chi, người ta đã ấy thiệt, người ta chưa có chữ hết mà đã bấm. Thái Duy bị hạ một bậc. Gì vậy? Sao lại hạ thôi? Sao lại hạ thôi? Em đã nói chữ hết đâu. Ủa? Chị tỉnh táo. À, thử thôi, thử chôn. Em đã nói hết đâu. Thử chôn. Tỉnh táo lên nha, tỉnh táo lên nha người đẹp. Thử chôn mà. Thử chôn. Nè, ông nghe nè, thử chôn. Lại một lần nữa, chưa có từ hết mà lại bấm chuông một bậc nữa cho Thái Duy. Hệ thống của chúng tôi đưa tín hiệu. Ok, em phải. Nhanh tay trả lời. Chụp hình màu. Chụp hình màu. Đáp án của chúng tôi là chụp ảnh màu. Có giành quyền trả lời được không? Bên kia người ta trả lời gì mà sai? Gì á, chụp ảnh màu. Chụp ảnh màu là sai. Chụp ảnh màu và chụp hình màu thực ra nó là một thôi. Sao giống nhau được, nó trắng đen nó khác chứ mà màu nó khác. Cãi em Triệu Long bị hạ một bậc. Câu số 2. Có một người muốn làm quen với một cô gái, liền chạy lại hỏi tên. Cô gái nói: anh hãy đếm xem trong giỏ có bao nhiêu cây bắp thì khắc biết tên tôi. Người con trai đếm được 12 cây bắp, hỏi cô gái tên là gì. Hết. Biết không? Sau 5 giây, nếu không ai trả lời, cả hai đội đều bị hạ một bậc như nhau. À, không trả lời cũng bị hạ kìa. Ngô là gì? Ngô là gì? Vậy là ngô là gì? Là bên kia là bị ngô là gì? Ngô là bắp. Ngô là bắp. Vâng. Vâng. Vâng, như vậy là 5. À, vậy là Yến. Yến gì? 3, Yến 8. 3.
Yến, Yến Tá. Ngô Yến Tá là đáp án của đội Phạm Yến. Và đáp án Ngô Yến Tá là giúp anh Triệu Long bị hạ một bậc. Tá Ngô 12 là tá, Ngô là bắp, bắp là Ngô, tá Ngô là gì? Tố Nga. Trời ơi, cỡ gì nữa. Ôi, liên quan gì chứ Yến? Nhưng mà nói chung là lòng vòng đó. À, lòng vòng vậy hả? Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 4. Đất Phương Nam, bộ phim này nổi tiếng quá. Hè nào cũng xem. Rồi. Bộ phim Đất Phương Nam lấy bối cảnh ở vùng quê nào của Việt Nam? Một lần nhấn chuông ngoài quy định. Ủa, Thái Duy trong trạng thái ngơ ngác, không biết chuyện gì khác, không biết chuyện gì đó chị ra. Chị xin lỗi em. Hả? Em hỏi, em thử chuông hay gì đó vậy, thử lần nữa hả? Không, biết không? Hết. Mà không biết. Bấm. Trời ơi. Bấm hả? Đại đi. Bấm rồi. Bấm vâng à, 5. Bấm 4, rồi. 3. Vùng miền Tây rồi. Miền Tây sao? Miền Tây à, vâng à. Miền Tây đúng không ạ? Miền Tây, miền Tây, xác nhận là miền Tây, không phải là miền khác, không phải miền Bắc, không phải miền Trung đâu. Miền Tây đúng, miền Tây. Thái Duy bị hàm bật. Ôi. Ôi trời. Có nào hồi dẹp lép không? Không hề dẹp lép. Chương trình này hay lắm. Tới cái bậc cuối cùng là xong là NASA sẽ hút các tế bào gốc đều gửi về trạm vũ trụ, không còn một miếng nào ở đây đâu. Em yên tâm đi Kim, đi chuẩn bị thử chuông nữa đó. Câu hỏi tiếp theo cũng trong bộ phim Đất Phương Nam. Ủa, ủa, nhưng mà câu trước đáp án là gì? Đáp án là Nam Bộ, là miền Tây đó. Ủa vậy đáp án người ta đúng rồi trời. À đúng. Ủa Thái Duy có đang chơi chương trình không? À, chắc bị đè bẹp não rồi. Câu hỏi tiếp theo cũng bộ phim Đất Phương Nam luôn. Bạn của An trong phim tên gì? Hết. Rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi. Cò. Cò. Còn nói gì nữa. Cò bay thẳng cò. Cánh, bay ngang nhà Thái Duy. Thái Duy bị đè một bậc. Okay. Thái Duy còn hai bậc. Anh Long, anh Long đang rất thảnh thơi như tắm bãi biển á. À, giống như màu lúc nãy quá hả? Thiệt. Giống như bên đây là khu khách sạn 5 sao. Còn đúng rồi. Khu bên đây là nhà chòi, nhà lá đang lụp sụp á. Không phải đâu Vàng ơi, thật sự á, ngồi trong đây á thấy vậy á nhưng mà tim đập nhanh lắm luôn á. Chị này nó có một cái cảm giác gì đó gọi là nó cứ lâu lâu cứ nó mình chuẩn bị đi ra khỏi dưới đất á. Nói rồi đâu đơn giản mà tụi em đầu tư hai cái chiếc hộp kỳ bí. Em mỗi chiếc hộp rồi, có ảnh nó chổng không ai tin em á. Anh nào nó kêu gì đụng đụng nè, biết chưa? Em nó có ảnh nó chổng. Mọi người à, nỗi sợ của làm chúng ta tạo ra nhiều ảo giác và họ đang gặp ảo giác thôi chứ không có chuyện gì. Chút về chị cho uống thuốc. Tỉnh nào ở Việt Nam nghe tên là có nửa ruộng nửa rừng? Hết. Cái gì vậy? Còn nói gì nữa? Lâm Đồng. Lâm Đồng. Một đáp án rất là quyết đoán và dĩ nhiên Triệu Long hạ một bậc. Yeah. Em rất lỗi. Đỡ hơn. Câu hỏi tiếp theo. Gần nửa đêm anh Triệu Long pha mì ăn liền, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Ủa mì ăn liền mà sao pha trời? Tại sao lại thế? Hết. Phạm Yến. Thì tại vì á, ngày hôm đó anh ăn chay, anh nhìn vô một đồng hồ phải là nửa đêm, phải qua 12 giờ thì anh ăn đứa mì đó được. Ăn đứa mì đó được. Đúng rồi. Anh rồi, ăn chay. Rồi, đúng cảm rồi. Giác rồi. Sai rồi, sai rồi. Đúng rồi mà. Cảm giác anh ăn chay nữa rồi. Sai rồi. Anh ăn chay và gói mì đó là gói mì mặn. Gói mì tôm. Đúng chính rồi. Xác đó là gói mì tôm thì cứ phải canh giờ qua 12 giờ là phải cho một gói mì tôm. Đúng không? Và Thái Duy hạ một bậc. Một ngàn kg mà đè một cái chẹp. Còn cái gì nữa, bốc hơi thôi. Câu hỏi tiếp theo. Một cây dựng nhà cao, không ngói không tường bao, người đi bên dưới nước, nước chảy ở trên người, đó là thứ gì? Hết. Hay là cái gì gì? Ủa, cây dù. Cây dù. Đáp án là cây dù. Ở đâu có ngói, đâu có gì đâu. Thì đó, không có ngói, không có tường bao, bọn cảm gì giác nữa. Nha, tôi có cảm đáp giác án của Nguyễn Kim chính xác, anh Triệu Long hạ một bậc. Trời ơi, thiệt á, người ta hạ tới đó rồi, giờ người ta vẫn đẹp rạng ngời, thấy không? Câu hỏi cuối cùng.
Cuối cùng rồi anh ơi. Cuối cùng rồi, im rồi. Bé Huệ 4 tuổi. Bé đi học mẫu giáo và cho rằng con voi là con vật kỳ lạ nhất trên đời. Hỏi tại vì sao? Nó nói hết chưa? Ủa? Kính thưa quý vị. Bị rồi, chết rồi, thử chuông nữa. Thử chuông hoài thôi, chưa nói hết mà. Và Dương Thanh Vàng đọc xong câu hỏi có nói chữ hết hay không ạ? Không hề có chữ hết. Không, hay gì? Không bị hạ bậc cuối cùng. Đã hỏi